Xin chào các bạn. Xin chào các bạn chân quý. Xin chào các bạn yêu thương nhé. Rồi, Thanh Sương xin chào các bạn. Rồi, xin mời toàn thể chị em chúng ta cùng mời những người bạn chân quý của mình vào buổi livestream của Thanh Hương hôm nay ạ, để chúng ta nhận một chủ đề vô cùng là hấp dẫn ạ. Xin chào bạn Đức Tạc nhé. Xin chào bạn. Cảm ơn bạn đã tới với chương trình của chúng tôi. Xin cảm ơn. Vâng, anh chị em mình hãy nhanh tay ạ. Hôm nay bây giờ đã là 11 giờ rồi đấy ạ. Vâng, anh chị em chúng ta hãy nhanh tay gửi những lời mời trân trọng để những người bạn chân quý chúng ta đến với buổi livestream hôm nay ạ. Với chủ đề vô cùng là hấp dẫn ạ. Dạ vâng. Thì anh chị em chúng ta ạ. Vâng. Vâng. Anh chị em chúng ta hãy lắng lại một chút ạ. Lắng lại một chút để chờ khi đông đông anh chị em chúng ta vào chúng ta cùng chia sẻ ạ. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Xin chào toàn thể anh chị em ạ.
Rồi, xin chào chị Dung. À, chào Kim Anh. Phạm Kim Anh, xin chào. Xin chào Kim Anh. Xin chào Thanh Tâm. Rồi, xin chào bạn. Yêu quý quá. Cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian để đến buổi livestream của Thanh Hương hôm nay. Rồi, xin chào các bạn ạ. Cảm ơn rất nhiều. Xin mời toàn thể anh chị em chúng ta hãy gửi lời mời các bạn chân quý của chúng mình để cùng nhau vào chúng ta chia sẻ trong buổi livestream hôm nay ạ, với một chủ đề vô cùng là hấp dẫn ạ. Dạ vâng. Thanh đã đến với UST lâu chưa? Bạn Kim à, bạn Kim Anh. Các bạn đến với UST lâu chưa? Yêu quá. Tâm hả? Alo. Các bạn có nghe rõ mình nói không ạ? À? Các bạn có nghe rõ Hương nói không? Rồi, nhá. 2019 cô ơi. Tuyệt vời quá. Rồi, 2019 là vào cùng lúc với Hương đấy. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúc mừng các bạn nhá. Kim Anh mới hả? Kim Anh mới hả? Rồi, hãy chịu khó học tập nhá. Chịu khó học tập thì khi các bạn này vượt nhanh hơn chúng mình rồi, tháng 10 2022 mới tinh. Rồi, cảm ơn bạn Kim Anh. Rồi, chúng ta hãy tiếp tục học tập thật giỏi. Chúng ta để có nhiều kiến thức, kỹ năng để chúng ta cùng nhau nhá. Xin chào Hoài Thu. Rồi, xin chào Hoài Thu. Hoài Thu đến với chương trình UST lâu chưa? Rồi, cảm ơn. Rồi, đúng rồi, chấp nhận tỷ phú. Tỷ phú đô đấy. Tỷ phú đô. Rồi, xin chào Hoàng Biết. Rồi, xin chào Hoàng Biết. Rồi, chào Hoàng Biết là một bạn cũng vô cùng tâm huyết mấy tập đoàn UST của chúng ta đấy ạ. Vâng, Hoàng Biết cũng rất là nhiệt tình, ham học hỏi và chia sẻ rất nhiều cho cộng đồng của chúng ta. Biết đến cái cơ hội UST và đã sở hữu rất nhiều cổ phần ạ. Và cũng đã giúp đỡ được rất nhiều vươn lên trong nghèo khó đấy ạ. Vâng, cảm ơn Hoàng Biết. Chào bạn, cảm ơn bạn thật nhiều nhé. Chúng ta hãy chung tay ạ. À. Chúng ta hãy chung tay chia sẻ để giúp đỡ cho những người còn khó khăn, những mảnh đời gieo neo ở ngoài kia, nắm bắt được cơ hội để họ trở nên cuộc sống có tốt đẹp hơn ạ. À. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hoài Thu. Rồi. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, các bạn hãy nhanh tay ạ. À. Mời gọi anh chị em chúng ta ạ. À. À, Linh Hương cũng thấy anh chị em cũng đã vào rồi ạ, à, nhưng mà chúng ta cái số lượng còn đang hơi chút ít một chút ạ. Hơi ít một chút ạ. Anh chị em có nghe rõ Hương nói không ạ? Rồi, xin chào. Các bạn có nghe rõ mình nói không? Các bạn nghe rõ thì cho mình một cái tim đi, thả cho mình một cái tim nào, thả cho mình một cái like đi để mình còn biết. Vì cái sóng ở miền núi này nghe cũng hơi kém một chút chúng mình ạ. Rồi, yêu quý quá, tức là các bạn đang nghe thấy đúng không? Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, yêu quý. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Vâng, thôi anh chị em chúng ta cũng vì hôm nay chương trình đặc biệt ạ, vì vậy mẹ Hương cũng mong muốn là đông đông chị em chúng ta, những người bạn chân quý ạ, chúng ta hãy về đây tập trung về về cái buổi livestream này để chúng ta nhận những phần quà vô cùng hấp dẫn ạ. Những phần quà vô cùng hấp dẫn ạ. À, hơi chập chờn hả? Ừ. Căng nhỉ. Nhưng mà các bạn nghe có rõ không ạ? À, rõ, thế là rõ rồi. Rồi, cảm ơn các bạn. Nếu mà các bạn nghe cái tiếng nó kém hay như nào thì bảo Hương chỉnh lại nhá. Bởi vì ở khu ngoài thì nó hơi ồn một chút, nên là Hương phải rút vào cái phòng này nó tĩnh hơn ạ, để cho anh chị em nghe nó lắng tiếng hơn, cho nó rõ hơn ạ. À, được rồi, rồi, cảm ơn em. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thôi, anh chị em cũng cố lắng lại một chút ạ. Vâng. Hoài Thu. Cảm ơn em.
Tỷ phú đô, vâng, tỷ phú đô ạ. Chúng ta đến với UST là chúng ta tỷ phú hết đấy ạ. Vâng, 50 đô cũng thành tỷ phú mà. Đúng không anh chị em? Tuyệt vời quá. Bây giờ là toàn những anh chị em UST của chúng ta thôi ạ. Thế còn những anh chị em mới thì chưa thấy xuất hiện ạ. Vâng, vì hôm nay là chương trình đặc biệt cho những chị em mới và những người nghèo ạ. Những người nghèo mà chưa biết đến cơ hội ạ. Vâng, Thanh Hương sẽ dành những phần quà ưu ái. Thế còn trong số anh chị em ở đây nhá, ai muốn nhận phần quà đặc biệt to nhất thì phải lên tiếng trước nhá. Chúng ta phải lên tiếng trước và xí phần trước ạ. Anh sẽ tặng những phần quà đặc biệt nhất ạ cho những người chân quý nhất mà đến mới sớm nhất ạ. À, chị em mình giao lưu một chút đi nhỉ. Hoài Thu giao lưu mấy này anh em một chút đi, anh chị em một chút đi. Hoài Thu à? Em mình cùng nhau giao lưu đi. Các bạn có ý kiến gì thì các bạn đánh vào khung chat cũng được ạ. Thế là chúng mình cùng nhau giao lưu. Dạ, chào Đỗ Xiêm. Đỗ Xiêm ở vùng nào em nhỉ? Vâng, cảm ơn. Chúng mình cùng nhau tương tác đi ạ. Xem là chị em có mong muốn gì ạ? Hay là chúng ta có những cái ước mơ gì? Hay là những cái ý kiến gì thì chúng ta cũng chat vào khung chat ạ. Để chúng ta cùng nhau chia sẻ ạ. Vâng. bạn Đỗ Xiêm ở vùng nào? Đỗ Xiêm ơi. Xiêm ở vùng nào? Alo bạn Xiêm ơi. Nữ chúng ta nên có tài chính ổn định cho mình. Đúng rồi, cảm ơn Hoài Thu. Phụ nữ chúng ta là số 1. Phụ nữ ta là nhất. Tất cả tay hòm chìa khóa là của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải có tài chính ổn định cho chính mình, đồng thời cũng là tài chính có gia đình yêu thương của chúng ta đấy ạ. Và phần quan trọng hơn nữa là phụ nữ chúng ta là những người giữ lửa. Giữ lửa trong gia đình nhé ạ. Vâng, tất cả mọi thứ cơm ngọt, canh ngọt, cơm canh ngọt đấy là của chúng ta đấy ạ, là của phụ nữ đấy ạ. Vâng, chúng ta giữ lửa trong cuộc sống của chúng ta, mọi sự là do người phụ nữ ạ. Dạ, rất đúng. Vâng, cảm ơn bạn Hoài Thu. Phụ nữ chúng ta nên có tài chính ổn định cho chính mình. Rất chuẩn ạ. À, chào Lỗ Xiêm ở Nam Định hả? Rồi, thì cùng quê quê ngoại với Hương nhé, Hoành Nha đấy. Dốc Thủy, Dốc Hành Nha. Rồi. À, các bạn có gần Dốc Hành Nha không? Xin chào anh Bá Thức. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh Thức. Cảm ơn anh Thức rất nhiều. Dạ. Cảm ơn anh Thức. Anh Thức hôm nay chắc đang chuẩn bị Tết rồi đấy, đúng không ạ? À, Đỗ Xiêm ở Nam Định ở chỗ nào em nhỉ? À, vâng, xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn anh Thức. Vâng, anh ơi, nếu mà anh không có nhu cầu thì anh có thể rút khỏi Zoom cũng được ạ, không sao ạ. Vâng, xin cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, anh có thể rút khỏi livestream ạ. Vâng, không sao ạ. Vâng, cảm ơn anh. Anh có thể rút khỏi bài livestream ạ. Vâng, nếu anh không muốn. Vâng, cảm ơn anh. Chào nhìn nhá. Chào bạn Nhỉnh. Rồi, bạn Nhỉnh đến Mỹ lâu chưa? Alo. Bạn Nhỉnh. Nhìn đến Mỹ ưu tiên. Rồi, hello, chào Nhỉnh. Nhìn đến với UT lâu chưa? Bạn đến với UT lâu chưa?
Chúng mình cùng nhau chơi em. Mình giao lưu cùng nhau đi. Ti rồi, rồi cảm ơn bạn. Tuyệt vời rồi. Tỷ phú rồi, đây là tỷ phú rồi. Vâng, cảm ơn bạn. Rồi, chắc là nhìn cũng đã giúp được cộng đồng của mình nắm giữ được cổ phần UST rất nhiều rồi đúng không ạ? Chúc mừng bạn nhé. Quá tuyệt vời, 5 năm là quá trưởng thành rồi đấy ạ. Dạ. Em ở Ý Yên. Thế Ý Yên thì chắc là xa chỗ chị Hương đúng không? Sape của Hương rồi. Chào Lê Ngọc Định nha. Chào bạn Ngọc Định mũi Cà Mau. Quê hương gạo trắng nước trong. Xin chào. Gạo trắng nước trong đây. Rồi xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào Phanh Nha. UST. Vâng, chào những gương mặt thân thương của UST ạ. Vâng, cảm ơn rất nhiều. Các bạn đã bớt chút thời gian để cùng Hương chia sẻ cái buổi livestream hôm nay. Một buổi livestream vô cùng là hấp dẫn ạ. Vô cùng là hấp dẫn ạ. Là toàn các chuyên gia và cũng là những tâm huyết nhất của tập đoàn của tôi. Rồi, cảm ơn các bạn thật nhiều. Tiểu Hùng. Sao lại Tiểu Hùng? Biệt hiệu hả? Biệt danh đúng không? Rồi. Rồi xin cảm ơn các bạn. Rồi Thanh Hương quay trở lại chương trình ạ. À. Bây giờ đã 11 giờ 16 phút rồi. Thì chúng ta cứ chia sẻ đúng không ạ? Thế còn những anh chị em vào sau thì chúng ta nghe sau. Vâng, thưa toàn thể anh chị em, thì trước khi vào chương trình thì Thanh Hương cũng vào chủ đề chính ạ. À. Thì Thanh Hương cũng xin chia sẻ về cái giới thiệu cá nhân của Hương ạ. À. Vâng, thưa toàn thể anh chị em, lời đầu tiên cho Hương xin gửi lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đối với toàn thể anh chị em chúng ta. Chúc một ngày bình an và gặt hái nhiều thành công. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Và Thanh Hương xin tự giới thiệu về mình. Thanh Hương sinh năm 1964 tại một vùng quê nghèo của miền núi Lào Cai. Trong một gia đình cán bộ công nhân viên chức với gia đình 9 anh chị em và hai cha mẹ già. Vâng, vì cuộc sống là rất đông nhân khẩu, do đó mà cuộc sống vô cùng gian nan và vất vả, vật lộn với cuộc sống để có một cuộc sống mưu sinh ổn định. Đúng không các anh các chị? Nhưng cũng thật sự không may mắn. Năm Hương 14 tuổi thì gia đình của Hương và quê hương của Hương đã chìm trong biển lửa bởi vì do xảy ra chiến tranh biên giới Trung Quốc Việt Nam, và gia đình Hương cũng đã bị thiêu trụi cùng mấy cái tỉnh Lào Cai của Hương chìm trong biển lửa. Vì vậy mà gia đình nhà Hương đã phải bỏ quê hương của mình để chuyển về Yên Bái sinh sống hơn một năm. Theo tiếng gọi của quê hương thì gia đình Hương cùng với Hương đã quay trở lại Bảo Yên của Lào Cai, thuộc địa phận Lào Cai, và lập nghiệp sinh sống đến ngày bây giờ. Vâng, cũng được cha mẹ cho ăn học, mặc dù là cũng rất là khó khăn, nhưng cha mẹ đúng cho anh chị em đi học, nhưng mà rất là may mắn là có một mình Hương tốt nghiệp được phổ thông thôi ạ. Vâng, rất là may mắn. Và Thanh Hương cũng đã quyết tâm thi đại học nhưng chỉ thiếu có 0,5 điểm thôi ạ, à, mà Hương không thực hiện được cái ước mơ làm cô giáo của mình. Vì vậy mà Thanh Hương đã phải theo chân mẹ vào làm cán bộ công nhân viên chức của công ty lương thực, ngày xưa nó gọi công ty lương thực ạ. À. Nhưng thú thật với các anh các chị là làm công ăn lương sau 8 năm thì công ty lương thực cũng không trụ nổi bởi vì cái thời bao cấp. Do đó mà Hương đã được về một cục ạ, à, về nó gọi là theo quyết định 176. Và Thanh Hương về với số tiền là 830.000 đồng ạ. À. 830.000 đồng các anh các chị ạ, à, thời đó chỉ mua được một tivi đen trắng thôi ạ. À. Đã, và Thanh Hương lại là số và tiếp tục lo cho cuộc sống của mình. Thì cũng như bao người khác, Thanh Hương cũng đã lập gia đình và có một gia đình vô cùng êm ấm ạ, có hai con, một trai một gái, rất đẹp phải không các chị? Dạ vâng, cảm ơn các bạn. Và
cuộc sống thực sự cũng không ưu ái cho Hương. Năm 2005, do chồng của Hương đã do mắc bệnh hiểm nghèo và đã ra đi bỏ ba mẹ con, rất là cô đơn ạ, và mang theo một gánh nợ trên đời ạ. Rất là đau đớn các anh các chị ạ. Xin chào Đặng Nam nhé. Cảm ơn bạn. Và Hương đã mang theo một gánh nặng đeo theo bên mình, và Hương đã mắc trầm cảm khoảng mất nửa tháng ạ, tức là 15 ngày đó. Thì Hương bợt trừng tỉnh là mình thế làm thế nào mà để nuôi sống các con mình đây? Làm sao mà để trả được gánh nợ đây? Vâng, chào Trần Viên. Và Thanh Hương đã quyết tâm đứng dậy để đi tìm những cơ hội. Nhưng cũng không may mắn ạ, và Hương đã được anh chị em dắt đến cái sân sàn tài chính ạ, nó gọi là sân sàn Forex ạ. Chơi đánh xanh đen đỏ, tức là mua bán trên sàn đấy ạ, trên sàn điện tử đấy ạ. Và thưa các anh các chị, chỉ trong vài ngày thôi, vâng, xin chào Lương Bao, thì số tiền của Hương đã bị bay hết, vì bởi vì là chỉ nghe là các chuyên gia nó sẽ hướng dẫn cho chúng ta được lấy tiền theo từng giây từng phút, và mình thì đang thiếu tiền ạ, vì vậy mà đã nghe anh chị em và vào sân sàn, và chỉ có 3 ngày thổi bay tài khoản. Vì vậy Hương tiếp tục lại mắc nợ một lần nữa, tiếp tục một gánh nợ. Vì vậy là cuộc sống lại vô cùng là đau khổ. Hương đã chìm sâu xuống trong cái vũng bùn của đau khổ ạ. Trơn hết ạ, bao nhiêu tài sản tích lũy, coi là một lần theo chồng, một lần theo cái sân sàn. Vì vậy mà Hương đã với cái ý chí của mình quyết tâm không chịu gục ngã, và đã tiếp tục đi tìm những cơ hội để cho mình đứng lên, đứng dậy bằng đôi chân của mình. Ngã đâu đứng dậy ở đó. Nhưng lần này rút kinh nghiệm, là có nghĩa là rút kinh nghiệm từ những thất bại của chính mình và những thất bại của những người bạn xung quanh mình để mình rút ra cái bài học. Vì vậy mà Hương đã gặp một cơ hội vô cùng là tuyệt vời ạ, tập đoàn UST. Thưa các anh các chị, ngày mùng 8 tháng 2 năm 2019, nhân duyên là Hương về Hà Nội thăm con gái và đi thăm nhà gia đình thông gia ở Hải Dương, thì đã gặp được top expert Tân Phương. Thì Hương vô cùng cảm ơn Tân Phương đã cho Hương biết cơ hội tàu cao tốc trên cao các anh các chị ạ. Và Hương đã đến với công nghệ UST. Thế nhưng mà sau 3 tiếng nói chuyện thì chỉ biết đó là đầu tư vào đường cao tốc ở trên cao, mà nó lại ở nước ngoài các anh các chị ạ. Vì vậy Hương cũng không biết lấy gì để niềm tin, mà mình thì đang không có tiền, đang rất là thiếu tiền. Vì vậy mà cũng phải tranh cãi, hai chị em đấu tranh với nhau tư tưởng 3 tiếng đồng hồ. Nhưng Hương cũng sẵn sàng rút 6 triệu ra, tức là cái gói nhỏ nhất đấy ạ, 250 đô, để đầu tư hỗ trợ cho dự án của Tân Phương. Lúc đấy thì biết là dự án của gì thôi, Hương cũng chưa hiểu gì. Và sau 2 tháng thì Tân Phương bảo: đây, số tiền của chị là 197 triệu. Đây là số tiền dưỡng già của chị mà chị không phải nhờ con cái của chị hỗ trợ cho chị nữa. Chị hãy quản lý số tiền này. Đây là số tiền giúp cho chị ở cái tuổi già của chị được hạnh phúc và may mắn và thành công đây. Và Hương đã nghiêm túc tìm hiểu về tập đoàn UST. Thứ nhất, Hương tìm hiểu về cái doanh nghiệp này. Đây, nó là một doanh nghiệp tiềm năng ạ, doanh nghiệp trẻ tiềm năng phát triển theo hướng công nghệ. Và thứ hai, Hương nghiên cứu về các sản phẩm của tập đoàn. Thì đây nó là sản phẩm về công nghệ tân tiến, hiện đại và đi đầu của xu thế. Và Hương biết rằng đây là những cái sản phẩm sang, xịn mịn, độc đắc ạ, tân tiến và hiện đại, không có sự sao chép trên thế giới. Vì vậy Hương vô cùng yên tâm về những sản phẩm này và yên tâm vào cái doanh nghiệp này. Và thứ ba là một vấn đề người đứng đầu. Người ta muốn nói đến một cái doanh nghiệp nào đó, người ta phải nói về cái người đứng đầu, tức là người sáng lập đó. Thì Hương đã biết rằng Ngài Chủ tịch Anatoly Junikai của chúng ta là một người có tâm, có tầm, có tiền, có tình, có tiền và có cả tỷ đấy. Và không những thế, Ngài là một người con có đạo đức ạ, có trí tuệ ạ, và có nghị lực phi thường các anh các chị ạ. Phải nói Ngài vô cùng tuyệt vời ạ. Và cái nghị lực của Ngài thì không có ai giống như Ngài được đâu ạ. Ngoài như những vấn đề như vậy đã quá tuyệt vời rồi đúng không các chị? Nhưng Ngài còn có một tình yêu thương vô bến bờ ạ. Yêu thương vô bến bờ với tất cả mọi người khắp nơi trên thế giới. Và Ngài đã nói rằng: tôi đã vô cùng yêu quý và thương những người nghèo trên toàn thế giới, đặc biệt là những người nghèo của Việt Nam ạ. Ngài nói rằng: tôi không muốn người giàu lại càng giàu, mà người nghèo thì cứ mãi nghèo. Tôi muốn trao giá trị tài sản trí tuệ của cả cuộc đời tôi cho tất cả mọi người khắp nơi trên thế giới. Ai cũng có thể tham gia, kể cả những người nghèo cũng có cơ hội. Vâng, vì vậy tất cả những ngày còn lại này, tôi muốn dành cho những người nghèo những món quà vô cùng là hấp dẫn. Nếu ai nắm bắt được cơ hội này, sẽ cuộc sống của họ sẽ được trở nên sung túc, đầm ấm và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Anatoly Junikai. Vâng, Ngài đã tuyên bố trên toàn thế giới đấy ạ, với tất cả mọi người trên thế giới, đặc biệt là những người nghèo, thương của Ngài Chủ tịch.
Và Thanh Hương cũng xin giới thiệu và cũng mong muốn truyền tải tới các anh chị em là ngay ngày hôm qua thôi ạ, sau khi Hương đã giúp đỡ được rất nhiều chị em nghèo nắm được cái gói 250 đô sở hữu 20.000 cổ phần, thì Thanh Hương đã được Ngài Chủ tịch Tập đoàn tặng cho Hương tiếp tục được những món quà 180 trong từ tối hôm qua ạ. Và Hương lại rất vinh dự và rất là vui mừng. Thanh Hương muốn truyền tải ngay cái những phần quà này đến với những anh chị em chúng ta, những người bạn chân quý của Thanh Hương. Thanh Hương sẵn sàng trao tặng những phần quà hấp dẫn này cho các bạn nếu các bạn là những người liên lạc với Hương sớm nhất. Hương sẽ trao tặng các bạn 3 phần quà hấp dẫn ạ. Thứ nhất là món quà cho người nghèo 250 đô, tương đương với 20.000 cổ phần ạ. Và gói quà thứ hai 500 đô, tương đương với 40.000 cổ phần ạ. Và gói quà to nhất ạ là dành cho những người mà có một chút lương ạ, hoặc có chút thu nhập, tức là 1.000 đô ạ, các anh các chị sẽ được hưởng 80.000 cổ phần ạ. Vô cùng hấp dẫn đúng không các anh các chị? Và Thanh Hương sẵn sàng trao tặng cho những anh chị em chúng ta liên lạc cho Hương sớm nhất ngày hôm nay. Thì chút nữa sau khi chia sẻ, Thanh Hương sẽ nêu cái số điện thoại để anh chị em chúng ta liên lạc với Hương. Thì Hương sẽ giúp các bạn làm thế nào để chúng ta tìm hiểu đến tập đoàn này nhanh nhất, chúng ta nắm bắt cơ hội này sớm nhất. Vì biết rằng khi chúng ta ra quyết định thì số phận của chúng ta sẽ được thay đổi ạ, và thay đổi ngay lập tức ạ. Vâng, thay đổi ngay lập tức, Thanh Hương hứa là như vậy. Thanh Hương sẽ giúp cho các bạn làm thế nào sở hữu được cổ phần này, đi đúng đến tập đoàn, đi đúng đến trang web thật của tập đoàn chúng ta, để chúng ta khi đầu tư vào chúng ta không mất tiền, dù rằng chỉ là với một khoản tiền nhỏ nhất ạ, 50 đô. Thanh Hương cũng giúp các bạn trở thành những nhà đầu tư người khổng lồ để hưởng lợi đấy ạ. Vâng, ngài khổng lồ của chúng ta rất nhiều tiền ạ, à, đánh giá 400 tỷ đô ạ. Vâng, và chúng ta là những người nắm giữ cổ phần của cái tập đoàn 400 tỷ đô này. Nhưng Hương xin bật mí là tập đoàn chúng ta đã được đạt 10.000 tỷ đô rồi ạ. À. Vô cùng to lớn ạ, à, và 400 đây chỉ là cái con số khiêm tốn mà thôi ạ. À. Vâng, thưa toàn thể các anh, các chị và thưa các cô chú, đã lắng nghe cái buổi livestream hôm nay. Thì Thanh Hương muốn nói với các bạn một tí nữa để cho chúng ta hiểu. Trước khi chúng ta nhận những phần quà của Hương, thì Thanh Hương muốn nói đến cái tập đoàn của chúng ta với những công sức đóng góp của Chủ tịch tập đoàn Anatoly Zhukov. Thứ nhất là Hương muốn nói đến Chủ tịch. Ngài là một người sáng lập ạ. Là một người sáng lập thì người ta nói rằng như thế này. Người sáng lập ạ có một vai trò vô cùng quan trọng. Nó quyết định sự thành bại của một doanh nghiệp. Đúng không các anh các chị? Vô cùng quan trọng đúng không ạ? Vì nếu như ngài là Chủ tịch rồi mà nếu như ngài không có tầm nhìn chẳng hạn, thì chúng ta không giải quyết được vấn đề gì. Vậy Hương muốn nói rằng ngài Anatoly Zhukov của chúng ta, ngài là một thiên sứ ạ, là một nhà khoa học thiên tài của thế giới. Ông có tầm nhìn vượt thời đại, người sinh ra hạnh phúc không phải để cho riêng mình ạ, mà có một sứ mệnh nào đó bảo vệ nhân loại, giải cứu hành tinh, đó là sứ mệnh của ngài. Mà Hương cũng với tất cả các anh chị em chúng ta chỉ là chung tay cùng với ngài thôi ạ, và kêu gọi những người nghèo, kể cả những người nghèo đấy ạ, không nói những người giàu đấy ạ, vì người giàu người ta có điều kiện rồi, kể cả những người nghèo chúng ta hãy chung tay cùng nhau với ngài để bảo vệ nhân loại, giải cứu hành tinh, và chúng ta chung tay xây sở cái quay giải cứu hành tinh. Đây nó là một cái khẩu hiệu và khẩu hiệu bất di bất dịch của ngài Anatoly đã đóng số rồi, đóng phận cho cái tập đoàn của chúng ta. Chỉ có UST mới có thể giải cứu hành tinh mà thôi ạ. À. Vì vậy cái công nghệ này thì Thanh Hưng muốn nói qua với cái công nghệ của chúng ta để chúng ta biết được tại sao nó lại là tân tiến, hiện đại, thông minh, độc đắc và nó đi đầu xu hướng của thời đại. Hương muốn nói rằng trong cuộc sống thực tế của chúng ta biết rằng 3 năm gần đây chúng ta đã bị cái tệ nạn COVID đúng không ạ? Đúng không ạ? Và trên thế giới không biết bao nhiêu sinh mạng của chúng ta đã phải nằm xuống. Và đặc biệt là miền Nam Việt Nam chúng ta trong những cái năm ngoái đấy ạ. Miền Nam Việt Nam chúng ta có những gia đình, cả gia đình mất hết do COVID. Nhưng nhà nước mình không biết gọi ai để đến trả cho cốt. Đấy, trả cho cốt cho người thân. Vì vậy Hương cảm thấy vô cùng là đau khổ. Hương rất thương những cái người như vậy ạ, mà không làm gì được, đúng không ạ? Vì vậy cái công nghệ UST của chúng ta ra đời mà ngài chủ tịch của chúng ta đã 46 năm nghiên cứu mày mò biết bao nhiêu thăng trầm, kể cả là số phận của ngài cũng bị đe dọa, và ngài đã bỏ hết mọi cái tri thức của mình, mọi cái cố quyết tâm cố gắng và mọi sức lực của mình cũng như tiền bạc của mình, ngài đã cho vào đây 300 tỷ đô đô đấy ạ, 300 tỷ đô đấy ạ, để giúp cho cái dự án này đẩy nhanh cho quá trình thương mại. Và cái số cổ phần của ngài đánh giá 400 tỷ đô ạ, và cũng được là qua các bằng chứng chỉ của ngài và
qua những cái thiết kế khoa học của ngài đã được thế giới đánh giá, chứng nhận cho ngài và đánh giá cái giá trị của nó là đạt 400 tỷ đô. Đấy, trước khi lên sàn chứng khoán đấy ạ. Trước khi lên sàn chứng khoán quốc tế là chúng ta đạt 400 tỷ đô. Nhưng thú thật là bây giờ chúng ta có 10.000 tỷ đô như Hương nói phía trước ạ. Ngài chủ tịch chúng ta vô cùng là kín đáo, vô cùng là khiêm tốn các anh các chị ạ. Ngài bao giờ đạt ra kết quả rồi ngài mới nói. Chứ ngài không bao giờ nói trước ạ. Vô cùng là bao dung độ lượng và rất là khiêm tốn các anh các chị ạ. Chúng ta học cái sự khiêm tốn của ngài. Và 40 năm ấy, ngài đã nghiên cứu thành công công nghệ UST để chúng ta đang ra thương mại trên toàn thế giới. Và những con tàu UST đã được chạy ở hai công viên thực nghiệm và đã nhận được giấy chứng nhận tại Belarus và UAE. Và bảy tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, chúng ta đã vận dụng cái công nghệ UST của chúng ta vào những cái đất nước này. Và đất nước Dubai sau 30 năm chỉ là sa mạc cát và bây giờ đã trở thành một thành phố đẹp nhất trên toàn thế giới. Cái gì cũng số một hết các anh các chị ạ. Là một vương quốc hùng vượng, có nghĩa là một vương quốc hùng mạnh nhất thế giới, với tất cả các trang bị và tất cả các thứ trang thiết bị rất là hiện đại, thông minh, tân tiến, hiện đại. Và nó vô cùng là hấp dẫn các anh các chị ạ. Hương cũng mong rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ bớt chút thời gian công việc, chúng ta sẽ thăm đất nước Dubai và chúng ta được ngồi những con tàu UST của chúng ta với những đồng tiền chúng ta đang hỗ trợ đóng góp với dự án của ngài, để chúng ta chung tay bảo vệ nhân loại, giải cứu hành tinh, cứu những ngôi nhà chung trái đất của chúng ta. Vì trong cái thông điệp này, Hương cũng mong muốn rằng chúng ta hãy thống nhất trái đất của chúng ta là một nhà. Và anh em trên toàn bốn bể năm châu cũng chung một nhà thôi ạ. Anh em chúng ta là con một nhà, chung một trái đất của chúng ta cũng là một nhà. Vì vậy, thống nhất nhân loại, và tập đoàn UST của chúng ta đã làm được cái việc là thống nhất nhân loại đấy ạ. Chúng ta đã nối kết trên toàn thế giới, chúng ta trở về một ngôi nhà chung trái đất của chúng ta. Và Anna Tony Junitkai, ngài chủ tịch chúng ta đang làm việc này. Vì vậy mà ngài đã chia sẻ cái cơ hội này cho người nghèo. Với chỉ 50 đô thôi, chúng ta cũng được hưởng những cái cổ phần vô cùng giá trị của tập đoàn để trở nên có cuộc sống tốt đẹp hơn các anh các chị ạ. Vâng, xin chào Văn Năm, chào em. Rồi, cháu chào cô Hương, cảm ơn quá. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn Năm cũng vào tương tác cùng với Thanh Hương được không? Xin mời bạn. Bạn vào tương tác với Hương nhé. Rồi, chúng ta tương tác với nhau đi. Rồi, bạn có đóng góp, tin chắc là bạn Năm này có rất nhiều đóng góp với UST rồi đúng không ạ? Tôi biết rằng là bạn có rất nhiều cổ phần này. Xin chào cô Hương. Xin chào cô Hương. Xin chào. Bạn Văn Năm này đã giúp được rất nhiều người, đã nắm bắt được cơ hội UST và sở hữu thật nhiều cổ phần của UST rồi đấy ạ. Vâng, chắc bạn cũng đã giúp được không biết bao nhiêu người vươn lên trong cuộc sống mà thoát nghèo và trở nên làm giàu chính đáng đấy ạ. Vâng, xin chào Đỗ Xiêm. Vâng, xin chào. Chị ơi, tuyệt vời quá, biết ơn ngài chủ tịch rất nhiều. Vâng, xin chân thành cảm ơn các bạn. Vâng, chúng ta hãy thả thật nhiều like ạ, nhiều tin để cảm ơn tấm lòng ngài chủ tịch của chúng ta. Vâng, 46 năm ấy ạ, ngài đã kiên trì. Nhưng thú thật với các chị, Thanh Hương xin nói với ngài chủ tịch của chúng ta, 6 tuổi thôi ạ, ngài đã yêu công nghệ và khoa học rồi đấy ạ. Và đến năm 10 tuổi, ngài đã đạt được cái giải Nobel quốc gia dành cho sáng tạo của tuổi trẻ đấy ạ. 10 tuổi ạ, ngài đã bắn một quả tên lửa bằng giấy lên với một chú chuột và một cái dù nhỏ và đã thành công, và ngài đã nhận được bằng sáng tạo từ đó đấy các chị ạ. Từ lúc 10 tuổi như chúng ta còn chưa biết đủ ăn đủ mặc đúng không ạ? Còn chưa biết ăn mặc đúng không? Mà ngài đã làm khoa học rồi. Các anh các chị ạ, vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Bởi vì ngài đã được nhận sứ mệnh của bà mẹ thiên nhiên đến lúc từ lúc ngài còn nhỏ ạ. Bà mẹ liên thiên nhiên đã đến bên cạnh Anna Tony của chúng ta lúc còn nhỏ. Ngài bảo thế này: "Anna Tony, là ta đây, con đừng sợ. Ta đây, con hãy cứu ta. Nếu con không cứu ta thì ta sẽ chết." Đó, ngài đã được nghe như vậy và biết là người mẹ thiên nhiên đã đến nhắc nhở ngài. Và bây giờ cái tên là Unitkai đấy ạ, là tên của ngài đã gắn bó với con đường trên bầu trời đấy ạ. Và ngài xác định sứ mệnh của ngài là từ đó đấy ạ. Vì vậy ngài liên tiên nghiên cứu khoa học và ngài đã trở thành những nhà, là một nhà phi hành gia đấy ạ, của vũ trụ Liên Xô. Đấy, là một phi hành gia của liên vũ trụ Liên Xô ạ. Và ngài đã áp giữa vũ trụ vào dân rộng. Và bây giờ cái con tàu của chúng ta là con tàu đi trên bầu trời đấy ạ, đi trên trên cao đấy ạ, chứ không phải đi dưới đất. Và đây nó là hệ giao thông cấp 2. Nói với các bạn, đây là một cuộc cách mạng về giao thông vận tải trên toàn thế giới ạ. Vâng, nó luôn
đi đầu xu thế của thời đại mà chúng ta là những người cũng đón đầu xu thế ạ. Để chúng ta tìm hiểu công nghệ UST với những cái chức năng của nó, với những tính vượt trội của nó các anh các chị ạ. Nó vô cùng là tuyệt vời ạ, nó vô cùng là hấp dẫn ạ. Vì vậy là nếu mà đợi cái buổi livestream sau thì Thanh Hương sẽ nói rõ hơn về cái vấn đề là UST. Thì bây giờ thì thời gian nó không còn nhiều, Thanh Hương muốn chia sẻ nhanh với các bạn là trên thế giới của chúng ta hiện bây giờ cái vấn đề ô nhiễm môi trường là thứ nhất, thứ hai tai nạn giao thông, và vấn đề thứ ba là vấn đề tắc đường kẹt xe. Đây nó là ba vấn nạn lớn nhất trên toàn cầu mà cả thế giới đang quan tâm tìm giải pháp làm thế nào để chúng ta giải quyết được những vấn đạn này một cách triệt để, nhưng chưa có cách nào đâu ạ, thưa các anh các chị. Vì vậy mà tập đoàn UST của chúng ta đã đáp ứng được, đã giải quyết được cái vấn đạn này về cái công nghệ UST, tức là gọi là công nghệ Skyway đấy ạ. Những cái công nghệ của chúng ta, cái tàu cao tốc trên cao, cái đường giao thông cấp 2, nó tên của nó là Skyway ạ, tức là Sky tức là con đường trên bầu trời, Way là bầu trời ạ, con đường đi trên bầu trời. Vâng, thưa các anh các chị, con đường của chúng ta chỉ cần cắm cái cọc sắt xuống thôi ạ, giải cái đường dây bằng thép cát bạc đấy, cái đường dây dây ạ, gọi là đường dây 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 đúng hơn là dây dây ạ, trên cao, và chúng ta ngoắc những cái con tàu của chúng ta vào chạy trong thành phố với một mức, với một tốc độ là 150 km/h, nhanh gấp 2 lần ô tô buýt ạ, và cái tốc độ trên đường cao tốc ạ là 500 km/h, nhanh gấp 2 lần những cái tàu, những con tàu nhanh nhất ở Nga, con tàu sắp san nhanh nhất ở Gà. Các anh các chị ạ, vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Và chúng ta còn đang thiết kế tiếp thêm một con tàu nữa là 1200, gọi là con tàu siêu cao tốc ạ, 1250 km/h nữa. Vâng, con tàu thứ ba này mới là tuyệt vời các anh các chị ạ. Nó nối kết từ nước này sang nước kia, và từ phong, từ cái địa phận của liên bang này và sang liên bang kia. Tức là chúng ta các đất nước nối với nhau ạ, thì chúng ta sẽ dùng cái con tàu cao tốc, siêu cao tốc này để cho cái tốc độ nó đi nó nhanh, và chúng ta lại chi phí rẻ, vận tốc cao, chi phí rẻ, an toàn, không có ô nhiễm môi trường, không có tai nạn giao thông, không có tắc đường. Vì vậy mà để chia sẻ cụ thể thì Thanh Hương sẽ dành cho các bạn vào buổi mai. Sẽ hẹn gặp các bạn 11 giờ trưa mai. Hương sẽ chia sẻ về những cái ưu điểm, ưu thế vượt trội của công nghệ UST. Vì tại sao mà chúng ta lại bảo nó là một cái công nghệ thông minh, độc đáo và tân tiến hiện đại nhất trên thế giới, mà nó giải quyết triệt để các vấn nạn trên toàn thế giới, không có ô nhiễm môi trường, không có tai nạn giao thông, không có ách tắc. Nhưng cũng Hương muốn nói với hôm nay các anh các chị để chúng ta nắm được là khi chúng ta tham gia vào UST, chúng ta sở hữu cổ phần, tức là chúng ta đã tham gia đóng góp vào dự án để cứu trợ 1,5 triệu người không bị chết do tai nạn. Vô cùng là tuyệt vời, vô cùng là tâm huyết đúng không các anh các chị? Chúng ta cứu một mạng người bằng xây 7 tòa tháp các anh các chị ạ. Đúng không ạ? Thế Hương, các bạn thấy mình nói có đúng không ạ? Nếu đúng các bạn thả cho Hương những cái trái tim nào, những cái rồi thả cho Hương những trái tim yêu dấu nào. Vâng, Thế Hương xin rất cảm ơn các bạn. Vâng, và thứ hai là chúng ta cứu được 50 triệu người không bị thương tật do tai nạn. Đặc biệt những cái ca thương tật nặng chúng ta không thể khắc phục được ạ, và đã mang di chứng suốt đời do tai nạn giao thông đấy các anh các chị ạ. Vô cùng là đau khổ đúng không ạ? Và tiếp theo, cái vấn đề thứ ba Hương muốn nói với toàn thể anh chị em chúng ta và các cô chú đang lắng nghe đây là chúng ta không có tắc đường nữa ạ, không có tắc đường kẹt xe. Bởi vì các anh các chị biết, Hương chỉ ở Hà Nội có 7 tháng rưỡi thôi ạ, mà các anh Hương sụt đi từ 47-48 cân chỉ còn có 43 cân thôi, là do chúng ta đã nhiễm phải cái khí thở do độc hại về khói bụi và những chất khí thải ra từ ô tô, xe máy và các phương tiện vận chuyển đấy ạ. Nó sẽ thải ra cái không gian không khí của chúng ta, mà chúng ta đã mắc phải những cái bệnh phổi đấy ạ, và đặc biệt những căn bệnh ung thư nó đang tàn phá cơ thể của chúng ta và nó lấy đi tính mạng của chúng ta bất kỳ một lúc nào các anh các chị ạ. Vô cùng là đau khổ, và Thanh Hương cũng vô cùng tự hào là tại sao mình lại biết cái công nghệ UST này, nhưng nó cũng không là quá sớm, cũng không là quá muộn các anh các chị ạ. Thanh Hương vào từ năm 2019 ạ, đến bây giờ bước sang năm thứ 5 rồi ạ. Tính ngày tháng thì chưa đủ ạ, nhưng mà tính năm là đến rồi đấy ạ, 19, 20, 21, 22 và năm nay 2023 cũng được 5 năm. Và Hương đã nghiêm túc tìm hiểu, nghiêm túc để mình xem cái nào đúng cái gì sai, và Hương đã quyết tâm tìm hiểu và bây giờ là tập trung 100% cho cái tập đoàn UST này và chia sẻ đến hàng triệu người ạ, đang có cuộc sống gieo neo, vất vả và đang rất khổ sở ngoài kia, có cuộc sống đã không may mắn, để cho họ có cuộc sống tốt đẹp hơn, có cơm ăn áo mặc và có những cái
tấm chăn ấm cho mình ạ. Vâng, Thanh Hương rất ao mong muốn rằng tất cả anh chị em chúng ta đây. Vâng, xin chào Đặng Thịnh, xin chào Xuân Toàn, chào các bạn, chào các bạn chân quý, xin chào các bạn rất nhiều. Vâng, thưa các bạn, để chúng ta giúp cho những người không nơi nương tựa, những mảnh đời cô đơn, những người đàn bà quá bụa đấy ạ, và những em bé không có cha có mẹ, có những hoàn cảnh rất là gieo neo ạ. Thưa các anh các chị, chúng ta còn rất là may mắn hơn tất cả những mảnh đời như vậy ạ. Vâng, Thanh Hương cũng muốn anh chị em chúng ta hãy mở lòng ạ. Chúng ta hãy đón nhận những cơ hội vàng này và Thanh Hương sẵn sàng trao tặng cho những anh chị em ạ. Ba phần quà vô cùng hấp dẫn Hương muốn nói ở trên. Để chúng ta hãy chung tay ạ. Để chúng ta giúp đỡ những mảnh đời ở ngoài kia có cuộc sống tốt đẹp hơn. May mắn như chúng ta khi chúng ta đã đủ cơm ăn áo mặc ạ. Và chúng ta những có những mảnh chăn ấm ạ. Chúng ta những có chiếc giường đẹp. Chúng ta có những chiếc xe, chúng ta có những ngôi nhà đẹp. Để chúng ta hưởng thụ đúng không ạ? Nhưng ngoài kia biết bao mảnh đời còn cô đơn lắm ạ. Vâng, rất thương những mảnh như vậy. Vì vậy Thanh Hương cũng mong rằng chúng ta hãy mở lòng đi ạ, cơ hội này đi ạ. Đến với UST là chúng ta đã được tự do về tài chính ạ, tự do về thời gian. Chúng ta chăm sóc cho chính bản thân mình, chăm sóc cho gia đình yêu thương. Chúng ta báo hiếu cho cha mẹ ạ. Đấy là cơ hội dành cho chúng ta. Vâng, cảm ơn bạn Châu Trinh. Xin chào Nguyễn Duy. Chúng ta hãy giúp những mảnh đời như vậy đi. Thưa các anh các chị, cha mẹ già của chúng ta không có thời gian để chờ đợi chúng ta đâu. Cái tuổi nó đuổi xuân đi ạ, và chính chúng ta cũng đang như vậy. Nhưng chúng ta là những người sống trong thời đại 4.0, chúng ta hãy hiểu rằng chúng ta hãy đầu tư vào cái trí tuệ ạ. Chúng ta hãy cho cái não của chúng ta ăn hàng ngày hàng giờ ạ, trước khi chúng ta cho ăn dinh dưỡng và ăn cơm đấy ạ. Chúng ta hãy cho tư duy của chúng mình ăn trước ạ. Vâng, tư duy của chúng ta sẽ ăn trước. Để chúng ta làm thế nào, chúng ta tự do tài chính, tự do thời gian, chúng ta làm những việc chúng ta thích, và đặc biệt cái vấn đề báo hiếu cho xã mẹ, cho cha mẹ vô cùng là quan trọng. Cha mẹ của chúng ta tuổi từng giờ. Và tiếp theo những phần nữa ạ, Hương muốn nói tới các bạn là khi chúng ta đã làm được việc đó rồi thì chúng ta có những khoản dôi dư, chúng ta giúp cho những mảnh đời ở ngoài kia. Chúng ta làm những công trình từ thiện ạ, những cái việc xây trường học ạ, rồi chúng ta xây những con đường để cho các bạn, cho các em chúng ta đi có những con đường tốt để chúng ta đi lại ạ. Và chúng ta giúp cho những mảnh đời không được may mắn, chúng ta xây những ngôi nhà tình thương cho những người không nơi nương tựa, những người đàn bà quá bụa phải ở một mình mà không có ai, không biết nương tựa vào đâu ạ. Vâng, chúng ta xây những ngôi nhà tình nghĩa ạ. Vâng, rồi chúng làm những con đường gọi là từ thiện, về những cái con đường để nối liền những cái bản nọ với bản kia qua những con suối ạ, để cho bà con chúng ta có cái đường giao thông. Vì người ta nói về giao thông nó là huyết mạch của một đất nước, thì các làng bản thôn xóm chúng ta nối những con đường, có những con đường thuận tiện thì chúng ta sẽ có cuộc sống tốt đẹp và nền kinh tế sẽ phát triển, bởi vì những con đường đó nó là những con đường, nó là huyết mạch của một quốc gia, của một địa phận, của một dân tộc đúng không ạ? Vô cùng tuyệt vời đúng không các anh các chị? Vì vậy tập đoàn UST của chúng ta đã đáp ứng ạ. Chúng ta đã nối kết được trên toàn thế giới ạ, những con đường trên toàn thế giới đấy ạ. Vâng, không cứ là các nước nữa đâu ạ, và chúng ta đi từ châu lục nọ đến châu lục kia với những con đường của chúng ta, và tương lai sẽ là như vậy. Và tương lai rằng những thời gian tới thôi, cái tàu UST nó sẽ về Việt Nam của chúng ta đấy ạ. Và điều đó Hương cũng rất là mong muốn, Hương cũng như với tất cả toàn thể các anh các chị trong tập đoàn UST Việt Nam của chúng ta rất là mong muốn, cũng muốn đưa cái con tàu này về những thời gian sớm nhất để chúng ta cùng nhau được chiêm ngưỡng nó, và chúng ta được hưởng cái không khí trong lành để chúng ta có cuộc sống bình an hạnh phúc ạ. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Vâng, xin chào cô giáo Ngô Lan ạ. Vâng, xin chào Lô Thị Kiều. Vâng, xin chào Kiều. Bạn Kiều Bảo Yên đúng không ạ? Bạn Kiều Bảo Yên không ạ? Vâng, xin chào cô giáo Ngô Lan. Vâng, cô giáo Ngô Lan tương tác đi ạ. Chị em chúng ta cùng tương tác để chia sẻ đỡ với đồng bào miền núi, để chúng ta hiểu ra cái cơ hội UST ạ. Bởi vì đồng bào miền núi thì thường thường người ta gọi là núi ạ, nó khuất núi nhiều, đâm ra là cái tầm nhìn nó hạn chế đấy ạ. Vì vậy mà anh chị em chúng ta làm thế nào mà giúp cho anh chị em miền núi là khai mở tư duy ạ, để chúng ta nắm bắt cơ hội UST, để chúng ta trở nên giàu có và giúp được nhiều người có công ăn việc làm ạ. Để chúng ta có cuộc sống là tốt rồi thì chúng ta lại giúp cho những người xung quanh chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hơn ạ, và trở nên hạnh phúc ạ. Vâng, Hương rất mong muốn như vậy ạ. Vâng, chào Lô Thị Kiều. Rồi, thế bây giờ một số anh chị em mới thì Thanh Hương xin đọc số điện thoại ạ. Thế Hương xin đọc số điện thoại để anh em chúng ta hãy lưu lại số điện thoại và liên hệ với Hương sớm nhất. Trong ngày hôm nay Hương sẽ có những phần quà cùng hấp dẫn để tặng cho anh chị em chúng ta. Hãy liên lạc với Hương sớm nhất ạ. À. Sớm nhất ngày nay và ngày mai, và đặc biệt trong ngày hôm nay thì Thanh Hương sẽ giúp các bạn tìm hiểu chắc chắn về cơ hội. Thứ hai, chúng ta nắm bắt được
cơ hội này thì chúng ta sẽ được trở nên tốt đẹp hơn ạ, và trong cuộc sống của chúng ta rất là được may mắn, hạnh phúc và thành công ạ. Vâng, Thanh Hương xin đọc số điện thoại ạ. Thanh Hương đọc chậm nhá, anh chị em ghi 036 ạ, 404 ạ, 6832 ạ. Vâng, Thanh Hương xin đọc lại ạ. 036 404 6832. Đây là số đăng ký quốc gia của Hương ạ. Vâng, cũng đăng ký trên toàn toàn thế giới luôn ạ. Vâng. Thế nhưng có một cái số này để chia sẻ và giúp đỡ cho hàng triệu người trên thế giới bớt được cảnh gieo neo và trở nên giàu có ạ. Vâng. Vâng, được thay đổi cuộc đời đấy ạ. Vâng, và Thanh Hương cũng xin nói với một câu nói này vô cùng là quan trọng ạ. Khi chúng ta đã nhận biết được, thay đổi được tư duy, thay đổi cuộc đời, khi chúng ta ra quyết định thì số phận cuộc đời chúng ta sẽ được thay đổi đấy ạ, và chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn ạ. Vâng. Vì vậy mà Thanh Hương cũng rất yêu thích một cái câu nói này mà Thanh Hương cũng đã muốn chia sẻ trên tất cả các hội Hương chia sẻ ạ. Hương có một câu hỏi, câu nói này để Hương muốn chia sẻ đến toàn thể anh chị em chúng ta. Tất cả các loài chim đều tìm cách trú ẩn trong mưa, nhưng chim đại bàng thì tránh mưa bằng cách bay vút lên những tầng mây. Ai cũng có cuộc đời khó khăn vất vả, nhưng thái độ tạo nên sự quyết định đấy ạ. Thái độ tạo nên sự khác biệt đấy ạ. Cái thái độ của chúng ta chấp nhận và đón nhận đấy ạ. Và cái cơ hội này là vô cùng là tuyệt vời ạ. Vâng, xin thưa toàn thể các cô chú anh chị em, nói đến cái cơ hội ạ, nó chỉ là chớp nhoáng thôi ạ, nó đến vụt đến và vụt mất ạ. Vì cái cơ hội nếu như chúng ta bắt được thì chúng ta sẽ đem đến cho chúng ta một niềm vui hạnh phúc, đem cho chúng ta cái mục đích sống của chúng ta tốt hơn. Đấy, chúng ta có một cuộc đời thay đổi, có cuộc sống tốt đẹp hơn ạ. Thì chúng ta muốn Hương muốn đưa đến cái với chúng ta với cái chủ đề này để chúng ta cùng nhau nắm bắt và nắm bắt cái cơ hội cực kỳ tuyệt vời này để chúng ta trở nên thứ nhất nghèo là vươn lên thoát nghèo, và khi chúng ta đã có rồi chúng ta trở nên giàu có, và giàu có một cách công minh, chính trực và chính đáng đấy ạ. Vâng, vì chúng ta đang tham gia hỗ trợ cho dự án để đổi lại những số cổ phần là tương đương với lại chúng ta nhận lại một cái hồ sơ là hỗ trợ ạ, một cái hồ sơ tức là hỗ trợ cho dự án ạ. Chúng ta đổi lại một cái hỗ trợ dự án cho chủ tịch tập đoàn của chúng ta, và tức là chúng ta là những người chủ ạ. Chúng ta cho tập đoàn vay, cho ông chủ của tập đoàn vay để chung tay đẩy những cái con tàu này ra nhanh quá trình thương mại, để chúng ta đưa con tàu này về các nước, để chúng ta chung tay bảo vệ nhân loại và giải cứu hành tinh, cùng tập trung xây dựng Skyway giải cứu hành tinh các anh các chị ạ, bảo vệ ngôi nhà chung trái đất của chúng ta, để cho đời mình và đời con cháu chúng ta được hưởng ấm no hạnh phúc, không những thế mà còn giàu có nữa các anh các chị ạ, để chúng ta có một cuộc sống hùng cường thịnh vượng, và cũng xây dựng đất nước Việt Nam của chúng ta cũng được như vậy. Dân có giàu thì nước mới mạnh, xã hội mới công bằng văn minh, đúng không ạ? Bây giờ trước tiên với cái cuộc sống này, với cuộc sống thực trạng, chúng ta chưa thể có công bằng được các anh các chị ạ. Vâng, vẫn mạnh ai người nấy ạ. Giàu cứ giàu, nghèo cứ nghèo, và ai dưới tận cùng của xã hội cũng vẫn đang tận cùng của xã hội mà chưa ngóc lên được. Bởi vì đang thiếu người như những người như chúng ta. Bởi vì chúng ta là những người biết, nhưng chúng ta chưa chia sẻ với họ được. Họ chưa nắm bắt được cơ hội. Vì vậy mà họ đang ở dưới những cái tầm sâu như Hương cách đây 4 năm. Hương nó đang ở tầm sâu trái đất ở của dưới vực thẳm đấy ạ. Và bây giờ Hương đã chui lên được rồi. Với cái mức độ khởi nghiệp với 250 đô. Mà Thanh Hương bây giờ cũng trên dưới khoảng 1 triệu cổ phần. Có nghĩa là cũng thoát nghèo ạ, đúng không ạ? Và Hương cũng nghĩ rằng là khi cổ tức chảy về hoặc là khi IPO thì Hương cũng có một số tiền nho nhỏ để hỗ trợ cho những cái người nghèo trong cái cộng đồng của Hương bớt lên có cuộc sống tốt đẹp hơn, đúng không ạ? Hương cũng rất mong muốn điều đó. Khi có để xảy về thì mình mới có tiền để chia sẻ. Còn nếu các anh các chị mà ta cứ nghèo mãi hoặc ta cứ mãi mãi bình chân như vậy, chúng ta cứ ở các vùng ổn định, chúng ta sẽ không giúp được ai đâu ạ. Vì vậy xã hội này rất mong có tất cả những anh chị em chúng ta hãy là UST đi. Chúng ta hãy biết đến tập đoàn UST đi, chúng ta trở thành những đối tác. Và chúng ta thứ nhất là chúng ta có công ăn việc làm ạ. Thứ hai là chúng ta có những khoản tiền với những giá rất rẻ, với những số đô thôi ạ. Chúng ta cũng sẵn sàng trở thành những tỷ phú đô và đứng trên vai người khổng lồ để chúng ta hưởng lợi ạ. Nhưng thế chúng ta còn giúp được rất nhiều xung quanh có cuộc sống tốt đẹp hơn canh các chị ạ. Vì vậy Hương cũng mong rằng anh chị em chúng ta hãy kết nối với Hương sớm nhất và kết nối với những tuyến trên của mình đã dẫn dắt mình vào với các anh chị ở đây để chúng ta biết đến cái sở hữu cái tập đoàn UST này, chúng ta biết đến cái công nghệ này và chúng ta biết đến chủ tịch tập đoàn, thì chúng ta mới biết được hiểu được cái tình yêu thương của ngài và cái sự hy sinh của ngài
Và thưa các anh các chị, và Hương hôm nay cũng đã nhận được cái quyển UNESCO đấy ạ. Vừa rồi chủ tịch của chúng ta đã được vinh danh trên toàn thế giới, UNESCO vinh danh ngài, và cái cuốn sách đó là 1 triệu đồng một cuốn ạ. Trong đó tích lũy đầy đủ cái cuộc sống của ngài, và rất nhiều những nhà khoa học trên thế giới đã có những cái bằng chứng chỉ, và đã có là đã khoa học có tâm, có tầm, có tài, và đã cứu nhân loại. Và đặc biệt chủ tịch của chúng ta là số 1 ạ, là một trong số đó. Và ngài Hương đã nhận được cuốn sách ngày hôm qua, rất là vinh hạnh. Thanh Hương cũng rất mong muốn là một ngày nào đó chúng ta sẽ được gặp nhau, và Thanh Hương sẽ chia sẻ cái cuốn sách này với đến tất cả toàn thể cô chú anh chị em chúng ta, để biết được cuộc đời của ngài cống hiến cho khoa học 73 năm. Và đến ngày 16 tháng 4 tới, ngài sẽ tròn 73 tuổi và bước sang tuổi bảy thư. Và sau cái con đường Sir Gateway này, ngài tiếp tục làm tiếp cái con đường, nó gọi Seed Pathway đấy ạ, con đường ra ngoài bầu trời, đem toàn bộ công nghiệp không gian ra ngoài không gian, tức là công nghiệp với những cái công nghiệp của ta dùng khói bụi và công nghiệp nặng đấy, nó xả ra cái bầu khí quẩn ta là khí độc, thì đưa toàn bộ những cái công nghiệp này ra ngoài khỏi không gian, trả lại trái đất cho chúng ta một sự trong sạch, một sự trong sạch ạ, để cho chúng ta có sự sống bình an và hạnh phúc ạ. Có tuyệt vời không anh các chị? Và ngài đã 73 tuổi rồi, chuẩn bị bước sang tuổi 74. Ngài không nghỉ một ngày, một giờ, một phút nào ạ. Ăn uống rất đơn giản thôi, bởi vì rau củ quả của ngài làm ra thì thuần thiên nhiên ạ. Ngài ăn rất đơn giản thôi ạ. Và ngài tập trung vào công việc 100% ạ. Kể cả ngày đêm không cứ thời gian nào ạ. Ngài miết mải đến bây giờ vẫn lao động bình thường, vẫn chăm chút cho khoa học từng ly từng tí một ạ. Rất cảm ơn ngài chủ tịch của chúng ta. Vâng, thay mặt toàn thể anh chị em chúng ta, Thanh Hương xin gửi lời chào kính trọng nhất tới ngài chủ tịch Anna Tony Junitkai đã tạo ra công nghệ UN cho toàn thể anh chị em chúng ta được kết nối với nhau, để biết đến tập đoàn này, để chúng ta chung tay cùng với để bảo vệ nhân loại và giải cứu hành tinh của chúng ta. Chúng ta quyết tâm xây dựng một hành tinh xanh để cuộc sống chúng ta được bình an. Không, đúng không các chị? Vâng, Thanh Hương xin cảm ơn đã lắng nghe buổi chia sẻ của Hương hôm nay. Vâng, Thanh Hương xin chào Trần Hương ạ. Chào Hải Quan ạ, chào Quan Hải, Hải Quan hay Quan Hải ạ? Vâng, xin chào các bạn đã lắng nghe. Vâng, vâng, anh chị em hãy tương tác đi ạ. Vâng, chúng ta cùng nhau tương tác để chia sẻ những cái vấn đề chúng ta cần quan tâm ạ, để làm sao mà ta hãy giúp mọi người trở nên giàu có ạ. Đấy là điều mong muốn để chúng ta xây dựng trái đất của ta, và xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta đã hùng cường và thịnh vượng ạ. Vâng, điều mong muốn nhất là như vậy ạ. Vâng, ai cũng có cơm ăn áo mặc như Bác Hồ chúng ta vẫn hằng nói ạ. Chủ tịch của chúng ta thì đã hy sinh cả cuộc đời mình để tìm con đường cứu nước cho dân tộc, đúng không ạ? Ai mà ngài chỉ muốn chúng ta là được độc lập tự do, đúng không ạ? Ai cũng có cơm ăn áo mặc. Đấy, ai cũng được học hành, đúng không ạ? Và cái việc học này thì không phải học ngay trước mắt ạ, học tương lai ạ, mà học cả đời ạ, học nữa, học mãi, học bao giờ chúng ta không học nữa thì thôi ạ. Vì vậy thú thật các anh chị em, Thanh Hương 60 tuổi rồi đấy ạ, cũng không còn trẻ đâu ạ. Thanh Hương 60 tuổi rồi ạ. Bước sang năm 2023 là Hương 60 tuổi đấy ạ. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Vì vậy chúng ta hãy để cho cái trí óc của chúng ta được ăn hàng ngày hàng giờ ạ, để chúng ta trở nên giàu có. Giàu có về, không nói giàu có về tiền ạ. Bởi vì thú thật các anh các chị là những người giàu, người ta sẽ không làm việc vì tiền đâu ạ. Người ta không làm việc vì tiền ạ. Người ta làm việc về sứ mệnh ạ. Làm việc về sứ mệnh ạ, các anh các chị ạ. Mà đặc biệt là sứ mệnh thì chúng ta phải có tầm nhìn ạ. Chúng ta phải nắm bắt được cơ hội ạ. Thì chúng ta mới giúp đỡ được nhiều người ạ, đúng không ạ? Khi chúng ta có tiền chúng ta mới giúp đỡ được mọi người, đúng không? Nếu không có tiền thì ta nói mồm thôi. Đến thăm người ốm thì bảo cháu chỉ, cháu thương bà lắm, chứ cháu chỉ đến thăm bà thôi, đúng không? Thì lấy gì mà thăm, lấy gì mà yêu thương, đúng không? Phải có chút quà chứ, đúng không ạ? Vì vậy chúng ta phải có tiền. Vì muốn có tiền thì mời các bạn hãy đến với tìm hiểu với tập đoàn UST đi ạ. Chúng ta sẽ có rất nhiều tiền với một khoản tiền rất nhỏ thôi ạ. Hiện bây giờ Hương đang có 3 phần quà là 180 ạ. Hương chắc các bạn bỏ ra một, các bạn sẽ được. Và đồng tiền đô thì nó gấp 80 lần là được rất nhiều đấy các bạn. Tất cả các anh được cái vấn đề này rồi. Xin cảm ơn Phạm giỏi. Cảm ơn giỏi nha. Giỏi thứ nhất là đồng ngành này, đồng nghề này, và đồng cả tâm linh đi nhá. Phạm Văn Giỏi cùng đồng cả tâm linh với nhá. Cảm ơn bạn Giỏi. Thế là chị em mình liên kết nói chuyện riêng nhá. Cảm ơn Giỏi, cảm ơn bạn Hương Quyết nhá. Quyết Hương nay có nhà không? Có nhà thì bớt chất thời gian xuống nhà Hương nhá. Rồi, chào chị Hương, thì cảm ơn em. Tỷ phú đô. Rồi, tất cả UST chúng ta là cả tỷ phú đô hết rồi.
không có ai là triệu đô đâu, toàn tỷ phú đô hết ạ. Vâng, cảm ơn Nguyễn giỏi. Chào em. Rồi, giỏi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Giỏi năm nay bao nhiêu? Rồi, cảm ơn các bạn quá. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, chúng ta đã được trình chia sẻ vô cùng hấp dẫn rồi và vô cùng là yêu mến thì đúng không ạ? Chúng ta sẽ thả giật nhiều tim, nhiều like đi ạ. Để cảm ơn chủ tịch của chúng ta và cảm ơn những các bạn hôm nay đã đến để lắng nghe Hương chia sẻ về món quà đặc biệt của ngài chủ tịch chân quý ạ. Vâng, ngài đã trao tặng cho chúng ta tuyệt vời ạ. Úi rồi, à, gần 50 hả? Rồi, gần 50 thì kém hơn mười mấy rồi, đúng không? Tuyệt vời quá, cảm ơn giỏi. Rồi, người bạn yêu quý, rồi người bạn, thưa toàn thể các bạn nhé, bạn giỏi của chúng ta ấy. Rất là tuyệt vời các bạn ạ. Các khi các bạn nắm được sở hữu cổ phần UST rồi trở thành đối tác rồi, các bạn đã giúp rất nhiều người ạ. Rất nhiều người nắm bắt cơ hội UST sở hữu cổ phần. Và đặc biệt là những cổ phần giá rẻ ạ, những cổ phần khuyến mại ạ, với một khoản tiền rất nhỏ thôi nhưng các bạn đã giúp cho rất nhiều người trở nên giàu có đấy ạ. Với một khoản tiền nho nhỏ thôi ạ. Vâng. Và thưa các anh các chị, người ta nói tại sao người giàu người ta bảo rằng muốn giàu thì phải đầu tư, đúng không ạ? Mà đầu tư thì chúng ta mới trở nên giàu có được. Mà nếu không đầu tư thì không giàu có được đâu ạ. Và tại sao lại giàu có? Mà đầu tư vào đâu để giàu có? Còn nếu các anh ăn sổi ạ, thì các anh vào các sân sàn tài chính mà các anh nghe người ta nói ạ, các anh không có kiến thức, không có kỹ năng ạ, và không có số tiền dư thừa, các anh bán nhà bán cửa đi, các anh đầu tư các anh sẽ đi hết luôn trong nháy mắt. Thưa các anh các chị, người ta thông minh lắm ạ. Người ta biết tư nhưng người ta phải có kiến thức, kỹ năng, người ta học để làm giàu các anh các chị ạ. Hương bật mí với các bạn nha. Người ta dùng công thức ạ. À. Vâng, Hương bật mí các anh các chị em nha. Xin chào, chào Bích Ngọc. Cảm ơn bạn. Tuyệt quá Bích Ngọc. Người ta dùng công thức để trở nên giàu có. Giàu có rồi mà người ta lại giữ được tiền ạ. À. Thì lại có một câu nói vô cùng quan trọng thế này. Tôi không biết có bao nhiêu tiền. Nhưng bạn giữ được số tiền cũng là vấn đề quan trọng. Có một núi tiền nhưng khi các bạn không có công thức, các bạn muốn ăn sổi, các bạn kiếm ham tiền, chúng ta vào những sân sàn tài chính, khi người ta lập ra những cái sân sàn tài chính ạ, thì nó đi rất là nhanh chóng, không có cái sân sàn nào tài quá tải được 3 tháng ạ, và nhanh thì chỉ 1 tháng 2 tháng là đứt ạ. Vì vậy chúng ta hãy tìm những cơ hội đầu tư dài hạn, đầu tư giá trị, những sản phẩm của chúng ta sẽ có giá trị cho nhân loại ạ, lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh, tức là chúng ta làm những cái giá trị đó có lợi cho xã hội, và xã hội chúng ta là những người tiêu dùng những sản phẩm đó. Và cái sản phẩm đó phải dùng cho tất cả nhiều người cùng sử dụng được. Đấy. Và đặc biệt là những cái người lãnh đạo có tầm nhìn đó, người ta phải quan tâm, và cái đội ngũ cán bộ đó phải quan tâm đến những người đầu tư, quan tâm đến những người dân như chúng ta, quan tâm đến những người nghèo chúng ta. Thì những người đó mới là những người có tâm ạ. Và cái tập thể đấy là những cái tập thể ưu tú đấy ạ. Tập thể trí tuệ và ưu tú sẽ giúp cho chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hơn và trở nên giàu có với một khoản tiền nho nhỏ mà thôi ạ. Vì vậy mong rằng Thanh Hương sẽ được kết nối với toàn thể anh chị em hôm nay, những người đã có mặt hôm nay, chúng ta là có duyên với nhau đấy ạ. Chúng ta có phúc thì chúng ta có phần ạ. Và các bạn có duyên thì chúng ta mới gặp được công nghệ UT. Và thú thật các anh chị em chúng ta, nếu chúng ta là những con người tử tế thì chúng ta mới chung tay đi trên các con đường cứu hành tinh được. Các anh các chị, nếu như những con người mà không có tấm lòng bao dung ạ, không có tấm lòng thương ạ, tùng chi ân ạ, thì chúng ta không thể nào đến với UST được đâu ạ. Đúng. Vì vậy Hương mong mỏi rằng một ngày gần nhất Hương muốn tặng các bạn những phần quà 1 ăn 80, nó vô cùng là hấp dẫn, với một khoản tiền nhỏ canh các chị sở hữu, cái giá trị của nó vô cùng lớn. Dạ. Vậy Hương xin ngày hôm nay Hương chỉ có ngồi đây thôi để đón nhận các bạn, đón nhận những thông tin mới nhất của các bạn liên hệ với Hương. Hương sẽ giúp các bạn có những cái cơ hội tốt nhất, sở hữu những cổ phần tốt nhất và đúng với tập đoàn, trang web của tập đoàn chính cống, mà chúng ta không thể mất tiền. Không thể mất tiền, Hương hứa với các anh các chị, nếu đến với tập đoàn này chúng ta không bao giờ sợ mất tiền. Và chúng ta sẽ giúp cho muôn đời con cháu chúng ta có sự thừa kế ạ. Vâng, với chỉ 50 đô thôi, thấp nhất. Vâng, Thanh Hương xin chào toàn thể các anh các chị đã lắng nghe buổi livestream này. Và trong buổi ngày mai thì Thanh Hương xin gửi tới các bạn một chương trình vô cùng hấp dẫn nữa, là chúng ta tìm hiểu sâu sắc về cái công nghệ của tập đoàn UST. Cái công nghệ này nó là như thế nào mà nó giải quyết triệt để được những vấn nạn trên toàn thế giới, mà cả thế giới đang tìm cách để xử lý giải quyết nó mà chưa có. Nhưng tập đoàn UST đã đáp ứng. Đúng không các anh các chị ạ? Dạ, hiện nay còn gói lì xì năm mới 200 đô quảng cáo triệu. Đúng rồi.
từ 5 đến 10 năm nữa. Không, nó chỉ có 10, nó chỉ có 20, 27 thôi em. Nên 3 đến ngày 27 là hết nhá. Rồi, mà những người làm phải có cộng tác, phải chia sẻ được rồi, giúp người nghèo đi rồi mới được em ơi. Chứ nếu mà không có mà cái ngày 13 hôm qua mà chúng ta không chia sẻ được những cái phần quà mà công ty tặng rồi thì hôm nay chúng ta không có. Là chúng ta phải xin những người có thôi ạ. Vâng. Chúng ta có 250 đô khoảng 6 triệu đồng thì chúng ta sẽ được hưởng 20.000 cổ phần ạ. Vẫn hưởng 180 ạ. Vâng. Và những người đóng góp cho tập đoàn thoát nghèo đó thì công ty sẽ vẫn tặng ạ, chủ tịch vẫn tặng cho chúng ta. Và Thanh Hương đã tặng ngay từ sau giờ tối 8 giờ tối hôm qua. Thanh Hương đã được tặng tiếp những gói tặng tri ân để tặng cho các bạn hôm nay đấy ạ. Vâng, rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Dạ, bây giờ đã 11:59 phút rồi ạ. 11 giờ 59 phút là anh chị em cũng đã đói rồi đúng không ạ? Chắc cơm cũng chín rồi đúng không ạ? Vâng, Thanh Hương xin chúc toàn thể anh chị em chúng ta một buổi trưa vui vẻ và có một bữa cơm trọn vẹn, đầm ấm bên gia đình yêu thương của mình. Và chúc bữa miệng ạ. Vâng, Thanh Hương xin cảm ơn rất nhiều. Trong trưa trưa mai, chúng ta hãy tìm hiểu sâu về công nghệ UST, những ưu thế vượt trội của công nghệ này. Nhá, Thanh Hương xin gặp lại toàn thể các anh các chị và Thanh Hương đón chờ các bạn để chia sẻ những phần quà này giúp các bạn tăng cao cái giá trị sở hữu cổ phần của chúng ta. Nhá. Rồi Thanh Hương đón chào các bạn. Rồi, Thanh Hương xin khép lại chương trình, Thanh Hương xin kết thúc buổi livestream hôm nay. Xin chị em hẹn gặp lại. Xin chào. Chào toàn thể anh chị em. Rồi, xin cảm ơn giỏi nhá. Xin cảm ơn Thành Tín. Rồi, xin cảm ơn các bạn thật nhiều ạ. Chúc bữa trưa ngon miệng ạ. Thế nhưng xin khép lại chương trình đây.